xin chào cả nhà nhé. Hôm nay shop bên em lại tiếp tục về cái mẫu dòng kéo cắt cành mới này các bác này. Kéo cắt cành SK5 công nghệ Nhật Bản nha các bác nhé. Đây, hôm nay em sẽ test thử cho các bác xem. Và xem sẽ nói rõ bí quyết để cắt được một cái cành to này như thế nào nhé. Đây. Dòng kéo này được thiết kế rất là đặc biệt. Có cái lưỡi tự mài tự mở đây. Khi các bác cắt cành ấy thì cắt lâu ngày kéo nó sẽ cùn. Các bác có thể vừa cắt vừa mài được ở đây. Nó có danh tự mài, tự mở và chống trượt nhá các bác nhá. Rất là sắc bén, dành cho những bác cắt cành to, cành nhỏ đều hợp lý. Đặc biệt nữa là khi mua cây kéo này bên shop nhà em thì sẽ được tặng một phụ kiện đi kèm là một lò xo sơ cua. Đây, một lò xo như này. Đấy, tặng kèm một phụ kiện là lò xo sơ cua, rất là tiện lợi. Đấy, các cái chốt bi ở trên này này, nó rất là hợp lý cho các bác để tránh tình trạng là hỏng. Bình thường một số các cái chốt ở tay này là hay bị hỏng hơn, nhưng bây giờ thiết kế mới của nó là chốt bi trên này, chống trượt, chống bật, rất sắc bén, kéo rất ngon. Hôm nay mình sẽ tách thử cho mọi người xem nhá. Đây, mình cắt thử nhá. Rất là ngọt. Đây là những cành nhỏ, cành to hơn, rất là ngon, bén, độ bền sử dụng rất là cao. Bác nào có nhu cầu sử dụng inbox cho mình nhé. Nhà mình chuyên xỉ nẻ số lượng lớn,